Xin chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Hiếu ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi ha. Đấy đẹp này, lắc lượng duyên dáng luôn, giá thì mềm. Mong quý ủng hộ cho anh Hiếu ha. Nồi để đặt luôn. Rồi, chào anh. Rồi, chào Tân, kính chào các cô chú anh chị. Thì hôm nay thì em cũng mới vừa về lô mai phôi mới giả Thủ Đức. Mặt bông thì từ 5 tới 12 cánh. Kính mong các cô chú anh chị xem hết video tham khảo ủng hộ cho em. Số điện thoại Zalo của em là 0392496865 cũng là số Zalo của em. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ cho em những thời gian qua ha. Yeah. Rồi không mất thời gian của chú anh chị, em tiến hành vào mã. Đầu tiên là mã số 30 nha cô chú anh chị. 30 ha. Chiều cao là 28. Hoành vị trí này là 19 rưỡi tính 19. Rồi đầu sổ nè. Đầu sổ nó là 30. Không xài biết việc luôn cô chú anh chị. Anh em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi mã 30 em giao lưu với là 950. 950. Mã số 31. Tại chỉ cần rất là đều luôn hả cô chú anh chị, mau chơi luôn. Chiều cao nó là 56. Hoành vị trí này là 18. Để bắt đầu luôn hả cô chú anh chị. Biết ha. Khô với đặt luôn. Tại chỉ cần rất đều luôn hả cô chú anh chị. Rồi mã 31 cũng giao lưu với là 500. Rồi 500. Mã số 32. Đây, chỉ cần rất là đều luôn, cổ uống rất đẹp luôn hả cô chú anh chị. Chiều cao là 52. Hoành là 18 rưỡi tính 18. Rồi mã số 32 em giao lưu với là 350. 350. Mã số 33. Tại chỉ cần rất đều luôn hả cô chú anh chị. Chiều cao là 63. Hoành đây là 17. 7 đế nè. 7 đế luôn. Rồi cây số 33 em vô luôn giá là 350. 350 thôi. Cây số 34. Rất là đẹp luôn. Quýt quýt luôn. Vip nè. Chiều cao là 53. Quanh đây là 18 nữa tới 18, quyền bệ đấy hai cô chú anh chị. Tại chỉ cần lừ luôn. Rồi mã 34 vô luôn giá là 600. Rồi 600 cái okay, đẹp. Số 35. Cái này nó có cái cành bay rất là đẹp hả cô chú anh chị. Chiều cao nó là 57. Hoành vị trí này là 18 rưỡi tính 18 rưỡi tính 18 cô chú anh chị. Cầm cũng rất là đẹp luôn. Rồi mã số 35 em giao lưu với là 450. 450 thôi. Mã số 36. Cây này tay chỉ cần rất là đều luôn, rất là đẹp luôn. Chiều cao là 80. Hoành vị trí này là 19 rưỡi tính 19. Bệ đá luôn không tính kìa. Rồi cây số 36 vô luôn giá là 750. Rồi 750. Cây đẹp. Cây số 37. Cây này rất là đẹp luôn. Chiều cao là 65. Hoành đây là 20 rưỡi tính 20. Cổ cũng nhắn ngủng rất là đẹp luôn. Rồi 37 em giao lưu giá là 350. 350. Số 38. Đẹp. Chiều cao là 40.
Và anh đây là 17 rưỡi tính 17. Đây là bố xuân nhông mông rồng. Rồi mã số 38 em vô luôn với là 300. Rồi 300. Mã số 39. Chiều keo là 43. Hoành là 18. Cho nên tay chỉ cần đất đều luôn hả cô chú anh chị. Mã 39 vô luôn giá là 300. Rồi 300. Mã số 40 tay chỉ cần đất đều luôn hả cô chú anh chị. Chiều cao là 70. Hoành đây là 19. Rồi mã số 40 em giao lưu giá là 350. Rồi 350. Số 41. Chiều cao là 41. Hoành là 18 rưỡi tính 18. Rồi mã số 41 em giao lưu giá là 250. 250. Số 42. Chiều cao là 82. Đây quái ha. Đây quái luôn. Hoành là 23. Ta chỉ cần rất là đều luôn. Mã số 42 giao lưu giá là 750. 750. Mã số 43. Chiều cao là 64. Hoành đây là 22 rưỡi tính 2. Để bàn tôi tính chị. Mã số 43 em giao lưu giá là 500. Rồi 500. Mã số 44. Tại chỉ cần rất là đều luôn ha cô chú anh chị, bút măng luôn. Chiều cao là 77. Hoành đây là 22. Giọt đọt nhỏ xíu luôn ha cô chú anh chị, tại chỉ cần đặt lời luôn. Mã số 44 giao lưu giá là 550. 550. Mã số 45. Chiều cao nó là 46. Hoành vị trí này là 18. Rồi mã số 45 em giao lưu giá là 300. 300 thôi. Mã số 46. Ta chỉ cần rất đẹp luôn. Chiều cao là 53. Hoành đây là 16, có hơn tính 16 của chú anh chị. Để bàn cũng đẹp không cô chú anh chị. Rồi mã số 46 giao lưu giá là 250. 250. Số 47. Chiều cao là 44. Hoành trên đây là 16 rưỡi tới 16.
Rồi cây 47 giao lưu giá là 250. 250. Cây số 48. Này để bàn rất là đẹp luôn. Chỉ cao là 35. Quạnh đây là 13,5 tính 13. Đấy, đẹp luôn hả cô chú anh chị. Mã số 48 giao lưu giá là 200. 200. Mã số 49. Chiều cao nó là 53. Quạnh đây là 22. Đồ cái cũ hảo cũ nó là 38. Không để lực lực không có chính trời. Cây số 49 giao lưu giá là 450. Quạnh to hay nhỏ? Cây số 50. Người ta chỉ cần rất là đều. Chiều cao là 79. Quạnh đây là 15 đúng. Cái này tế bàn ha. Tế bàn rất là đẹp luôn. Mã số 50 em giao lưu giá là 250. 250. Số 51. Chiều cao là 39. Quành là 16. Rồi mã số 51 giao lưu giá là 300. Rồi 300. Mã số 52. Vậy đấy ha. Vậy đấy. Chiều cao nó là 45. Quành là 14, gửi tính 14. Giống móng rồng. Đây bàn rất đẹp luôn các anh chị. Rồi mã số 52 giao lưu giá là 200. 200. Mã số 53. Chiều cao là 53. Quành là 16. Mã số 53 em giao lưu giá là 250. 250. Mã số 54. Này dán quái này đế cũng quái luôn. Chiều cao là 39. Quành là 15,5 tính 15. Mã số 54 giao lưu giá là 250. 250. Mã số 55 cũng là mã cuối clip em ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Chiều cao nó là 38. Quạnh đây là 14. Nó chơi đổ cắt cái dây đổ luôn ha cô chú anh chị. Vãi luôn. Mã số 55 em giao lưu giá là 200. 200 cũng là mã cuối clip em ngày hôm nay. Em cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị đã xem hết video, mong các cô chú anh chị tham khảo ủng hộ cho em. Em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Hiếu. Xin chào và hẹn gặp lại.